Cơ chế hoạt động của kỹ thuật NAT Kỹ thuật NAT thường được sử dụng để public các server nội bộ ra ngoài môi trường Internet. Để làm được điều này thì chúng ta cần phải mua nhiều cái IP public tương ứng với cái số lượng server bên trong hệ thống mạng nội bộ. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành cấu hình static NAT trên router bin để public từng cái server ra ngoài môi trường Internet. Dạ đối với web server phía bên trong hệ thống mạng LAN nội bộ chúng ta sử dụng cái địa chỉ IP là 192.168.0.1 Và chúng ta sẽ static NAT cái IP này thông qua cái IP public là 203.0.0.1 Và tất cả những người dùng ở ngoài Internet sẽ truy cập tới cái web server của chúng ta thông qua cái IP public là 203.0.0.1 này Chúng ta cũng làm thao tác tương tự để có thể public được cái mail server và cái server truyền file FTP ra ngoài môi trường Internet Tương tự như là công nghệ path thì để thực hiện cái chức năng là static NAT thì router nó cũng cần phải sử dụng một cái bảng là bảng NAT table. Với hai dòng thông tin là 172.16.0.1 thì sẽ được translate thành 203.0.0.1 và ngược lại. Cụ thể là khi mà một cái PC bất kỳ ở ngoài Internet mà muốn truy cập tới cái server nội bộ có địa chỉ IP là 172.16.0.1 Thì lúc này họ sẽ truy cập thông qua cái địa chỉ IP public là 203.0.0.1 Ở à, Thì khi mà cái lưu lượng mà gửi tới cái router biên Thì mọi dữ liệu mà gửi tới 203.0.0.1 sẽ được translate hết thành 172.16.0.1 Rồi sau đó sẽ được bàn giao cho cái con server nội bộ của chúng ta còn khi server gửi dữ liệu hồi đáp ngược trở về cho máy tính ở ngoài Internet thì cái suột AB172.16.0.1 trước khi đi ngang qua router bin nó sẽ được translate thành cái địa chỉ 2 là 3.0.0.1 ở rồi sau đó nó sẽ căn cứ vào cái IP đích để routing tới cái IP đầu cuối. Thì trong suốt cái quá trình thực hiện cái chức năng NAT trên Rotterbin thì chúng ta cần phải nhớ hai quy tắc sau. Thì sau khi chúng ta cấu hình chức năng NAT trên router pin thì lúc này nó sẽ thực hiện hai chức năng đó chính là routing và chức năng NAT. Thì khi mà có một cái bản tin đi ngang qua router pin này thì lúc này nó sẽ thực hiện chức năng routing trước hay là NAT trước. Nếu mà lưu lượng xuất phát từ môi trường bên ngoài Internet gửi vô bên trong thì lúc này khi mà router pin nó nhận được cái bản tin này thì lúc này nó sẽ NAT trước và routing sau. Và ngược lại khi mà lưu lượng từ trong gửi ra ngoài Internet thì lúc này nó tiến hành cái thao tác là routing trước và NAT sau đây là hai cái nguyên tắc mà chúng ta cần nhớ trong suốt cái quá trình khắc phục sự cố liên quan tới kỹ thuật nát trên karatabin để kiểm tra bản NAT trên Corator Cisco thì chúng ta có thể thực hiện câu lệnh là show IP NAT translation. Thì ở đây một người có thể thấy là cái IP nội bộ bên trong là tương ứng với cái cột inside local là 172.16.0.1 và IP public mặt ngoài mà cái con server này sẽ được public đó chính là 203.0.0.1 và tất cả dữ liệu mà gửi tới 203.0.0.1 này sẽ được bàn giao và chuyển hết cho cái con server nội bộ là 172.16.0.1.